Thưa quý vị và các bạn, đầu tư đấu nối lắp đặt đường ống nước để được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, nước cung cấp không ổn định, hôm có hôm không. Thậm chí, nhiều khu dân cư nước chuyển màu, lắng cạn, không đảm bảo vệ sinh, khiến người dân xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ rất bức xúc. Chưa hết phấn khởi vì được thông báo là nước đã được cấp sau nhiều ngày không có nước sạch để sử dụng, thì bà con thôn Tử Cầu lại hết sức bất bình do nước vẩn đục, không đảm bảo vệ sinh. Không đáp ứng được cho nhân dân. Hiện nay cái nước sạch là đang thiếu trầm trọng. Không những thiếu nước mà lại còn không đảm bảo. Ở ngay đầu đường ống dẫn nước vào thôn Lạc Cầu, nhưng ban ngày không có nước. Để có nước sử dụng, gia đình bà Ngoan phải thay phiên nhau, canh lúc 1 đến 2 giờ sáng và phải dùng máy hút nước hỗ trợ mới dẫn được lên bể để sử dụng. Còn gia đình bà Thành cách đó không xa, không thể chờ đợi nguồn nước hôm có, hôm không, đã phải khoan giếng sâu tới 90 mét để sử dụng. Tình trạng này 2-3 năm nay rồi, mà nước rất chi là bẩn, phải mua máy về lọc thì mới ăn được. Bây giờ toàn khoan giếng thì lại cũng càng bẩn. Bỏ giếng khoan để chuyển sang sử dụng nước sạch cho hợp vệ sinh. Thì nay gia đình bà Ngọc cùng nhiều hộ dân trong thôn Yên Phú phải khoan lại giếng để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của gia đình và cung cấp nước cho các phòng trọ. Dù biết là không hợp vệ sinh, nhưng thiếu nước, người dân buộc phải sử dụng. Nước thì hôm có hôm không, có những hôm nước rất là bẩn, đen xì. Chúng tôi bây giờ là rất là hoang mang, là lo ngại cho sức khỏe của chúng tôi. Đề xuất kiến nghị rất là nhiều tại những cái buổi họp tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên là nhiều năm nay rồi cũng không được giải quyết. Nhân dân xây dựng nhà cửa có nhu cầu phát triển đồng hồ công tơ mới thì nhà máy nước nói thẳng là không đủ năng lực cung cấp nước và không phát triển đồng hồ công tơ mới. Xã Gia Phạm có tổng số gần 2.300 hộ dân thì có tới trên 90% số hộ đăng ký sử dụng nước sạch từ năm 2013 của chi nhánh công ty cổ phần Bitexco Nam Long, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hảo. Theo phản ánh của nhân dân, 2 năm trở lại đây, nhà máy cung cấp nước không ổn định, chất lượng nước không hợp vệ sinh. Gần đây nhất thì là ngày 7 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã chúng tôi đã có công văn số 15 gửi đến công ty nhà máy nước Nam Long kiến nghị về vấn đề nước sạch thiếu và yếu. Thì nhà máy nước có cử đại diện người về là báo là không cung cấp đủ. Giải thích cho việc mất nước, đại diện chi nhánh công ty cổ phần Bitexco Nam Long cho biết, việc không cung cấp đủ nước là do cắt điện luân phiên, cộng với người dân sử dụng máy bơm trực tiếp từ đường ống làm ảnh hưởng đến việc cấp nước của các hộ liền kề, các hộ có bán kính xa. Sự việc diễn ra không chỉ 1-2 tuần mà gần 2 năm nay, ảnh hưởng rất lớn tới đời sống, gây bất bình cho nhân dân. Vì vậy đề nghị đơn vị và ngành chức năng sớm vào cuộc để khắc phục. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.